Trời ơi ba, giờ ai mà hút cái đó nữa. Bây giờ người ta hút thuốc lá điện tử, vừa thơm, vừa ngon, mà hả, không có hại cho thuốc lá của ba hút đâu. Dạ. Cái bạn có gửi. Nhà là phải có nóc, không thể để họ hút thuốc hoài vậy được. Trong thuốc lá điện tử này nè, nó chưa chắc đi vô kia, là chắc kia những khét tiếng nhất. Trong thuốc lá truyền thống á, hút vào rồi á thì không có bỏ được đâu. Ai có thể bị các loại bệnh như là tắc nghẽn phổi mãn tính, ung thư phổi đó. Chưa kể nó còn tăng nguy cơ gây đột quỵ và các vấn đề liên quan đến tim mạch. Nhà khói thuốc lá đặc biệt rất ảnh hưởng tới phụ nữ có thai và trẻ em. Chính vì vậy, hai cha con ông bỏ thuốc lá liền cho tôi. Bỏ bằng cách nào? Ừ, bỏ bằng cách nào? Bằng cách này nè, từ giờ mỗi lần thèm thuốc lá, hai cha con ông nhai cái đó cho tôi. Ngay bà. Cái này phụ nữ. Nếu như bạn đang là người trực tiếp hút thuốc lá hoặc trong gia đình có người thân hút thuốc thì đây là bài thuốc cai thuốc lá rất bổ ích, giúp bạn hoặc người thân của mình có thể trị dứt điểm cai thuốc lá thành công chỉ sau 5 đến 7 ngày. Mọi thông tin chi tiết xin truy cập website caithuocthanhnghi.vn hoặc liên hệ theo số hotline 0976 830 787 để được tư vấn và đặt mua sản phẩm. Nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, khắc tinh của thuốc lá, mang niềm vui đến mọi nhà.